Ok, bạn Tuấn Vũ có hỏi là: anh Thao ơi, trước em mua đôi chim của anh về, em làm lồng 1,2 mét, 1,2 mét, 1,2 mét. Làm giờ em đang thả một con chim cái vào nữa thì có ảnh hưởng tới đôi kia không? Nó đôi kia nó đã vào đôi rồi thì nó không không vấn đề gì cả, nhưng tất nhiên là nếu bạn xác định nuôi sinh sản là bạn phải nuôi đôi nào vào đôi đấy. Đây là cái lúc mà mình đang tập cho cái bọn chim này là mình bón để cho nó biết ăn đấy. Thì các bạn tập thì nên để vào khay như thế này, nó sẽ theo tập tính bầy đàn là sẽ ăn. Và nên nhớ là nó chưa biết tìm nước uống thì các bạn phải cho nó uống nước. Cái giai đoạn này là các bạn nên để nước vào những cái khay đá. Khay đá thì nó sẽ biết uống. Chào các bạn nha. Chào Long Nguyễn, chào anh em. Cảm ơn các bạn đã like và comment. Em ở Bến Tre miền Tây. Chào anh, ok. Đây là cái lúc mình tập cho nó tự mổ mà. Mình tập cho nó tự mổ. Tập mổ này các bạn nên để cả lúa cả cám như thế này. Đấy, nhìn nó mổ nó rất là vụng về. Nhưng thực tế là nó sẽ học nhau. Con chị nó sẽ dạy con em. Càng đông thì càng ấm áp và càng nhanh biết ăn. Nhưng nếu các bạn muốn thuần thì các bạn biết ăn thì các bạn cho nó biết mổ, nhưng mà các bạn sẽ vừa bón cho nó lại vừa cho để nó tự ăn, trong dần dần nó sẽ ấy, nó sẽ thuần để gần người.
sấy cho uống nước ấy. Nước này. Một số các bác cũng nuôi bón như thế này nhưng mà các bác gặp phải vấn đề là nó bị chướng diều hoặc là bị cù dù nó chết. Nếu các bác mà gặp vấn đề đấy các bác phải xem xét nhiều vấn đề lắm, xem cám rồi có thuốc chưa rồi cách bón như thế nào. Nếu mà các bác nào mà cấp thiết quá thì gọi cho mình, số là 0335305982. Đây là một cái buổi đầu tiên sau khi mình bón được khoảng 15 ngày thì mình cho ra đây để cho nó tự mổ. Chim thì rất là thuần rồi. Chim thuần đến mức độ đưa tay vào nó phải nhau vào. Các bạn lên huyết sáo, huyết gió, huyết sáo này cho nó tạo thành một âm thanh quen thuộc. Đấy. Rất là thích đúng không? Thì chúng ta nuôi con chim mà chúng ta bón được từ lúc nhỏ này, sau này nó rất là thuần. Nó sẽ lên chim khách hoặc là nếu có nuôi sinh sản nó rất là ok luôn. Các bạn nên chịu khó mất khoảng 1 tháng. Đó.
cho như này sau khi một tuần nữa nó đã biết ăn thạo thì các bạn nên tẩy giun cho nó. Quý vị các bạn mọi thắc mắc về chu trên cu gáy các bạn có thể liên hệ 033 5305 982 hoặc là 0989 177 982. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn thấy kênh bổ ích thì hãy đăng ký để tiếp tục đón nhận những video mới nhất. Rồi những video sau mình sẽ chia sẻ sâu hơn về những cái vấn đề khác về chim cu gáy. Cảm ơn các bạn.